em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Em chào tất cả mọi người nha, chia sẻ với lại mọi người câu chuyện của một người em trong kênh của mình nha. Thì như mọi người thấy đây là cái hồ của em mình nè. Thì hoàn thành tầm cỡ khoảng là 2 tháng nay thôi. Đang trong cái giai đoạn mà nâng cấp hệ thống lọc lên á. Bữa trước thì mình có chia sẻ cái video này lên, giống như là em nó thanh lý cái máy bơm với lại là cả cái đàn cá luôn. Nhưng mà giống như là bơm thì có người lấy rồi, cá thì có nhiều anh em hỏi nhưng mà do mình ở xa đó. Thì bữa nay giống như là tầm cỡ khoảng 3 ngày nữa thôi thì em nó sẽ dọn nhà. Nên là nhờ mình chia sẻ lên để anh chị em cô chú nào mình đang có cái nhu cầu bổ sung thêm cá vào bên trong hồ của mình á thì mọi người có thể là tham khảo nha. Ở đây thì mình chia sẻ là mọi người là cá là có thật nha, người thật việc thật, không có sợ bị lừa đảo nha cả nhà. Và mình nói là một lần nữa là cá trong hồ, hình ảnh, màu sắc là mình để nguyên thủy luôn, hoàn toàn mình không chỉnh áp, không chỉnh sửa, không chỉnh sáng nha. Để cho mọi người nếu mà ai có bổ sung vào bên trong hồ của mình á thì mình không có coi như là bỡ ngỡ, mình thất vọng. Thì trong hồ hiện tại bây giờ của mình là trên 20 em. Và cá của mình size trung bình tầm cỡ khoảng là ngoài 25 hết rồi. Như mọi người thấy là màu sắc cũng ok nha. Cá này của mình nếu mà về anh chị em cô chú mình có cái thời gian á, mình huấn luyện hoặc là hồ của mình lọc tốt á, thì nói chung là màu sắc sẽ ok hơn và cá của mình nó sẽ dạng người nhanh hơn. Tại vì cá này của mình thì em nó cũng đã huấn luyện một cái thời gian dạng người rồi. Thì tổng hết trong hồ luôn, mình không có đếm chính xác được là bao nhiêu con. Và cái chiều dài con cá hoặc là cái kích thước là bao nhiêu mình cũng không nói được chính xác. Nhưng mà ở đây mình sẽ mão nha. Cá đàn trong hồ thì hiện tại bây giờ em của mình thanh lý cho mọi người cái giá chỉ có là 2 triệu đồng thôi. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình quan tâm đến cái đàn cá này, mọi người cứ nhanh tay liên hệ với là Nhân nha. Mình sẽ cho cái thông tin địa chỉ số điện thoại của em mình để cho mọi người trao đổi trực tiếp luôn. Mình khẳng định là một lần nữa là cá có thật nha, người thật việc thật, không sợ bị lừa đảo nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của Nhân. Mọi người cần thì nhanh tay liên hệ với là Nhân nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất.